Rồi, chuyên xe cũ giá rẻ xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì chào mừng quý anh chị em và các bạn đã trở lại với video báo giá tiếp theo của em tại cửa hàng xe máy Duy Đạt. Thì trong video báo giá ngày hôm nay thì em muốn lại lên sóng một con Wave RS ha mọi người ha. Thì con này mặt nạ 2 tầng anh em ha. Con này mặt nạ 2 tầng thì xe thì zin ha, xe thì máy móc zin nha anh em. Đó, thì bây giờ em sẽ chi tiết rồi sau đó báo giá nha anh em. Anh em nào mà thích cái thể loại này thì có gì liên hệ giúp em ha. Mâm nha anh em. Đấy, con này là mâm Honda, mâm theo xe luôn anh em, mâm Honda nha anh em, xe máy zin. Đó, nói chung là hơi chày sủa xíu anh em ạ. Thì dàn áo rồi nó hơi cũ ha, anh em mình nếu mà có nhu cầu được thì lấy về dọn lại ha. Từ cái cục máy của xe thì zin anh em ạ. Móc còn zin cho anh em ha. Mâm này. Honda nha mọi người. Dàn áo thì hơi chảy anh em ha, chảy tem này anh em. Đấy, nói chung là anh em xem này tham khảo thử ha, anh em xem tham khảo thử. Heo 2 bit nè, đĩa nè, heo dầu 2 bit nha. Nói chung là cũng có nổ sơn anh em nhưng mà không có dặm, không có xi dặm gì hết. Này đĩa thì nó là đĩa thì đĩa zin đó anh em. Con này 14.500.000 anh em nhé. Thì RS mặt nạ 2 tầng, con này thì tầm đời 208 anh em ạ. Con này thì tầm đời 208 nha. Thì mặt nạ 2 tầng màu cam. Màu này cũng rất là ít nha anh em. Màu này rất là ít. Thì anh chị em tham khảo thử. 14 năm thì nói chung giá còn thương lượng anh em ơi. Giá còn thương lượng nhé. Thì bên em cũng có trả góp và ship xe luôn. Thì anh chị em nào mà có nhu cầu thì cứ alo thôi. Anh chị em nào có nhu cầu thì alo nhé. Lốc anh em. Vô vọng. Các chân này thì thay mới rồi. Đây anh em coi ha, anh em coi thử gấp này, cột này, nhìn nó sắc nét không? Đồ chất của xe anh em, nó nhìn nó sắc nét không? Mâm này, mâm cũng đẹp nhé. Rồi áo sống tem bọng này, 14 năm thì anh em có gì liên hệ dùm em ha, 14 năm. Nói chung là cũng lâu lâu mới có con này thôi anh em. 60X5 8446. Coi thử cái dàn nhựa, dàn áo đồ anh em. Đó, coi nếu mà được rồi con nào thì liên hệ giúp em. 0932325278 nha anh em. Có trả góp thì ship xe cho anh em luôn. RS nha mọi người. Đó, anh chị em mình tham khảo thử ha. Thì đây là phía bên trong. Bột bật. $14.500.000 nhé mọi người. RS thì anh chị em mình tham khảo thử nhé. Anh em nào mà có nhu cầu thì alo 0932325278 ha. rất là êm ha, nó cũng máy bô bọng rồi nghe cũng êm cũng giòn ha anh em ha. Thì nói chung là cái máy của nó có nghe còn rất là chắc anh em ạ. Thì giá tầm giá này còn thương lượng cho anh em nhé. Thì anh em tìm trí thì anh em liên hệ dùm em ha, 0932325278 nha. Rồi em cũng xin kết thúc video và cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm nhé. Hẹn anh em trong video báo cáo tiếp theo.